chào quý vị, bây giờ là khung giờ quen thuộc của chương trình An Nông Chung Sức Cùng Nhà Nông. Chương trình do BBTV phối hợp cùng với tập đoàn An Nông thực hiện, phát sóng định kỳ vào lúc 16:30 thứ 6 tuần thứ nhất và thứ 3 hàng tháng, phát lại vào lúc 10 giờ hôm sau trên kênh BBTV1. Thưa quý vị và bà con nông dân, trong các thời kỳ phát triển của cây lúa, thời kỳ mạ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Giai đoạn này nếu mà mạ được chăm sóc tốt, mạ sẽ khỏe, đẻ nhánh tốt, tạo điều kiện cho các giai đoạn sinh trưởng phát triển sau này. Tuy nhiên, giai đoạn mạ cũng là lúc ốc bu vàng phá hoại rất mạnh. Nếu không có giải pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả sẽ làm giảm năng suất lúa, thậm chí là mất trắng. Bởi loại ốc này vẫn là đối tượng dịch hại nguy hiểm cho cây lúa vì phá hại và sinh sản rất nhanh. Có nhiều giải pháp để quản lý ốc bu vàng như biện pháp phòng trừ thủ công, biện pháp canh tác hoặc là biện pháp hóa học. Bà con hãy cùng theo dõi tiểu phẩm ngay sau đây để xem giải pháp mà cô chính kỹ sư chia sẻ là gì nhé. Chị Năm. Trời ơi, thiệt luôn á. Chị thấy bà không? Chị cũng nổi luôn á trời. Thôi, em đừng có giận Tư nó nữa. Tại vì chị lo lắng á, mà xạ 80kg rồi, út mua vàng và chuột. Trời, em nói chị nghe sao mà em không giận được. Em đã dặn rõ ràng á là thôi giờ tôi ngâm giấm xong tôi đi ngủ nha. Tự nhiên đi ngủ xong bả lén bả bỏ thêm 30kg vô nữa thì khổ ghê. Thì xưa giờ đó thì ông xạ gì đâu 120kg. Tự nhiên cái ông hạ xuống còn 80kg. Tôi sợ nó không đủ nên tôi bỏ vô thôi. Ông làm gì dữ gì? 40 á mà làm ghê. Tư nó cũng có cái lý của nó. Bây giờ mình không có cần xạ dày như ngày xưa nữa. Xạ thưa, đầy đủ dinh dưỡng cây lúa vẫn phát triển tốt. Bởi vậy, nói nghe, ví dụ như mình xạ dày quá đó, nó sẽ bị nhiều loại sâu bệnh tấn công, hiểu không? Nhiều khi nó bị đậu ôn, bị bọ trĩ nữa. Bà đúng. Thôi đi em. Dạ, chị Năm ăn đi chị Năm. Nói vậy á, chứ mà xuống giống mà ít quá đó, rồi ốc bu vàng nó ăn hết một mớ, rồi thêm chuột ăn hết một mớ, rồi một mớ nó không có nảy mầm thì ông có đủ cây để mà sau này đẻ nhánh ra không cho hết một mẫu không? Trời ơi, nói cho bà biết, bà muốn tăng năng suất nè, muốn cho sản lượng lớn nè, đâu phải lúc nào cũng xả dày là được đâu. Mà chúng ta phải biết canh tác, đúng không? Canh tác đúng lúc đó, theo khoa học kỹ thuật mới bây giờ đó. Bây giờ bà không biết, đừng có can thiệp vô công chuyện của tôi nữa được không? Mệt mà quá. Gì hả? Trời ơi trời ơi Ninh Ninh Ninh. Ông trời ơi, ông ơi ngó xuống mà coi. Hồi có khô vợ chồng đi làm thuê làm mướn. Sáng sớm là ông đèo tôi lên xe đi ra ruộng với hai nắm cơm khô. Giờ vợ chồng vui vẻ hạnh phúc như vậy đó. Rồi bây giờ cái làm ăn được, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Cái ông mắng tôi đừng có can thiệp vô công chuyện đồng áng của ổng à. Chị Năm ơi, chị Năm thấy như vậy có được không chị Năm? Giàu sang rồi bây giờ quên vợ hiền nghèo khổ rồi đó chị Năm à. Thiệt tình luôn á. Mà em nói Năm nghe, Năm thấy không? Hôm trước khoan nữa. Gì nữa? Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Rồi con dịch với con mén ai lo? Con dịch với con mén ai lo mà bỏ đi thật xa? Trời ơi, bởi em nói Năm nghe thiệt. Hôm trước á,
là có cái chuyện em đi coi đá banh thôi. Mà ở nhà mới nhảy đùng 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 đùng, em muốn quên cái điện thoại, em hết pin. Bắt đầu giờ em lại gắn vô cái chuyện, cái chuyện này chuyện kia vô thì khổ hết trơn thiệt á. Nhiều khi tôi mới là người bỏ đi thật xa nè bà ơi. Hey, không cần đi đâu hết á, để tôi đi cho ông vừa lòng ông. Trời ơi, hai ông bà đừng có cãi nhau nữa. Ruộng vườn thì đang năng đê đê, dịch hại mình phải lo để mà bảo vệ ruộng vườn. Ở đó mà cãi nhau hoài à. Thôi chị Năm ngồi đây chơi đi, tôi không có ngồi, em không có ngồi đây để nói chuyện với ổng nữa rồi. Em đi đây. Ê, khoan, bưng bánh mì. Sao không cho ăn luôn hả? Trời ơi thiệt. Nè, ăn giọng gì thì ăn đi. Ha! Ghét. Trời ơi. Ê, nhớ mua ba cái thuốc ốc bu vàng về, ốc bu nhiều lắm á. Nhưng mà hỏi cái nữa. Gì nữa? Trưa nay có ăn cơm trưa không? Không. Có chị Năm đây phải đãi cho chị Năm chứ. Tôi đi chợ tôi mua cá thác lát về, cái tôi nhồi vô bông bí vàng, chứ tôi xào tỏi cho ông với chị Năm ăn được không? Trời ngu quá. Ừ, vậy được. Ê, nhớ bà nhớ ghé qua nhà thằng Đực nha. Kêu chị nó dạ? Tối nay qua nhà tôi. Tôi nó chuẩn bị lên kế hoạch phun thuốc cho vụ này. Rồi, thôi chị Năm. Làm xị hay xị? Dạ, nữa ha. Chị Năm ngồi chơi nha chị Năm. Em nãy giờ em nói vậy thôi, vợ chồng em nó hà rầm vậy đó. Mà ngày nào mà không có vậy là không có ăn cơm được. Bông bí nữa, hát nữa. Thôi em vô rồi chị Năm. Về cái việc mà tư vấn thuốc tan á, có lẽ là mình cũng phải nhờ cô Chín tư vấn xử lý. Chứ nếu không á thì dịch hại đầu vụ này nhức đầu lắm. Dạ đúng rồi chị. Mà em nói chị nghe, em có hẹn. Em có hẹn với Chính. Nè Chính tới trễ chút xíu, bị cái đầu cái phà đó nó kẹt quá đi. Hai người chờ Chính có lâu không vậy? Trời ơi, nói thiệt với cô Chính nhìn cái bánh mì mà tôi chưa ăn xong là biết rồi đó. Sáng nay nè Chính ra đồng nè, thấy có lúa mình á bị thâm kim, chắc là đậu ôm lá rồi đó nha. Chuẩn bị chuyện mấy nay đó, sương mù nhiều quá cô Chính ơi. Bởi vậy đậu ôm lá tấn công cả lúa mới của mình luôn đó. Vậy cô Chính định sử dụng thuốc gì báo với cho Tư biết luôn. Không, theo mà em biết á là nó giống như là lúa mình đang kiểu như trong cái lúc mà để nhánh mà để nhánh dành chuẩn bị để nhánh á thì bị đậu ôm. Đúng rồi, đậu ôm lá đậu ôm đó. Cho nên là mình ví dụ như là nhánh á thì nhiều khi đậu ôm lá thì nó bù trừ nhau, nó cũng đỡ đi, nó cũng khá tốt. Nhưng mà mình phải phun nhất là cái anfuan, mình phun cho bà con yên tâm đó. Nói chung đậu ôm lá không quan trọng, anfuan xử lý được rồi. Nhưng mà cái dịch hại quan trọng nhất bây giờ là ốc bu vàng. Năm những năm vừa qua đó, ốc bu vàng nó lại trở lại với cái đồng ruộng mình. Nó tích lũy từ vụ trước tới vụ sau lận đó. Đâu cái vụ mà bơm nước á, đằng Tư phải cẩn thận đó nha. Nói chung là bây giờ Chính biết sao không? Tại vì bơm nước á thì bây giờ đa số mình bơm nước vào ruộng thì nó cũng dễ dàng, chứ không phải giống như ngày xưa đó. Thì bây giờ bà con một số địa phương á chỉ cần khai thác cái đường nước để mình dẫn nước vô thôi. Rồi hiện nay ốc bu vàng á là nó không chỉ có mặt ở trong ruộng lúa đâu nha. Mà chúng ta nó phân bổ rất là nhiều ở trong các cái cùng cái kinh mà các cái mà đường nước mà mương mà mình đưa vô đó nè. Đó, dễ dàng xâm nhập lắm, nó vô ngay từ đầu vụ đã có mặt ốc bu vàng rồi. Có hai lý do đó. Bà con mình phải phòng trị tới hai lần. Bởi vì nó xuất hiện sớm. Đó, xong mình không có xử lý tốt á thì bắt đầu nó theo cái nguồn nước nó vô, nó lại tái nhiễm một lần nữa. Để tiết kiệm tiền diệt ốc bu vàng đó, trước tiên á là khuyên bà con mình á ngăn đường nước bằng lưới nhằm ngăn chặn ốc bu vàng xâm nhập theo đường nước. Nói chung á, xử lý ốc bu vàng á thì là tập đoàn nông á có rất nhiều loại thuốc ha, mà trong đó có hai cái loại thuốc mà tôi thấy là hiệu quả cao. Đó, đầu tiên á là Benzyl với cái gốc niclosamide đó. Cái thuốc này nó màu vàng, thì cái thuốc này để phun xịt cái loại này á thì nó có tác dụng là xông hơi dị độc. Và cái hoạt chất niclosamide này nó làm cho cái men hô hấp của con ốc bu á nó bị giống như là bị hạn chế vậy đó. Rồi nó sùi nhớt và nó chết trong vòng 24 giờ. Nhưng mà hiện nay má Năm với Tư Bình biết không, cái loại thuốc mà người ta thích nhất thì lại là trị ốc là ốc rải,
ốc rải thì đỡ tốn công phun xịt, và đã đỡ tốn công xịt bà con mình tiết kiệm được mà xài có 5 kg thôi. Khi mà mình phun thuốc á, để nước 2-3 cm, rồi mình phải để nước xâm xấp 3-4 ngày như vậy con ốc nó mới di chuyển ăn được. Và rất là đơn giản, cái chỗ này mới nằm ghi chú lại khi mà mình xài đó, diệt ốc là phải có nước đó. Rồi một cái đơn giản nữa đó là sản phẩm này á, là những cái sản phẩm thông thường, nhưng mà tập đoàn Nông có thêm một cái nữa là con ngỗng đỏ, đó là cái Samunin á. Cái đây là thuốc, gọi là thuốc ốc sinh học, để dùng để làm gì? Để dùng mà trong cái mà sản xuất lúa, gạo lúa organic á. Đó, rất là tốt. Bà con chúng ta sử dụng thì phải đọc kỹ nha. Nhưng mà nói chung là thuốc sinh học hữu cơ thì nó hơi chậm hơn chút xíu. Cái bài ốc bưu vàng này con có bài hát, bưu lý đàng hoàng. Nhưng mà năm chuẩn bị ai hát, kiếm ca sĩ hát mới được. Ốc bưu vàng, ốc bưu vàng phá hoại, đám lúa non xanh tươi tiêu rồi. Trị ốc bên rai chính là hàng tốt nhất, dùng để xuống ngày ốc bưu nguy hại. Ốc bưu vàng tiêu nhe, thuốc tập đoàn An Nông. An Nông chung sức cùng nhà Nông. Quý vị vừa theo dõi tiểu phẩm chăm sóc cây lúa giai đoạn mạ do các nghệ sĩ đoàn tình ca Bắc Sơn biểu diễn. Qua tiểu phẩm thì đã phần nào giúp quý vị nắm bắt được cách phòng trừ dịch hại ốc bưu vàng bằng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp hóa học với ưu điểm là nhanh chóng, hiệu quả cao, đặc biệt là có loại thuốc trừ ốc bưu vàng an toàn cho môi trường, sử dụng được cho cả diện tích lúa sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi tiểu phẩm kỳ này. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo với chủ đề Cây lúa, diệt cỏ, phát sóng vào lúc 16h30 ngày 16 tháng 8 trên kênh BBTV1.